5 đội bóng, 4 cơ hội vào vòng bán kết và chỉ duy nhất một chiếc cúp VBA. Hồ Chí Minh City Wings cùng Justin Young và những cầu thủ đầy tài năng đã sẵn sàng trong trận quyết đấu cùng với Đà Nẵng Dragons để giành cơ hội vào vòng bán kết. Đón xem trận đấu vào lúc 19 giờ ngày 16 tháng 10 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc theo dõi trực tiếp trận đấu trên vba.vn/livestream. Mua vé ngay tại hotline và ticketbox.vn. City Wings bản lĩnh vươn cao.